Xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị, mãi cho đến cuối ngày hôm nay, thứ hai ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024, tôi mới nhận được một cái tin khẩn từ phía gia đình của thầy Minh Tuệ. Cụ thể ở đây là nhận được một cái tin của người em ruột của thầy Minh Tuệ là anh Lê Anh Thìn có một cái đơn khẩn để gửi tới cơ quan chức năng nhờ các cái cơ quan chức năng giúp đỡ để tìm kiếm thầy Minh Tuệ sau 20 ngày không có nhận được bất kỳ một cái tin tức nào về thầy Minh Tuệ. Trước những cái tình hình như vậy thì gia đình thầy Minh Tuệ rất là lo lắng và um, anh Lê Anh Thìn đã có một cái đơn để gửi tới cơ quan chức năng nhờ họ giúp đỡ. Thì uh, sau khi mà tôi nhận được cái thông tin này thì tôi chia sẻ ngay để cho quý vị đặc biệt là những cái người yêu mến thầy Minh Tuệ chúng ta an tâm. Bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe cái lời xác nhận của anh Thìn về việc anh có gửi các cái cơ quan chức năng một cái tờ đơn để nhờ các cơ quan chức năng giúp đỡ anh Thìn về hai việc. Việc thứ nhất là tìm cái tin tức về Thầy Minh Tuệ. Thứ hai là thông báo cho tất cả bà con có một cái công ty họ lập ra một cái công ty nó mang cái tên gần giống như cái tên của Thầy Minh Tuệ và cũng lấy cái địa chỉ là ở cái thôn 6 của gia đình Thầy Minh Tuệ ở luôn và phía gia đình của thầy Minh Tuệ sợ rằng cái công ty này họ lập ra với cái mục đích mượn cái hình ảnh của thầy Minh Tuệ để làm những cái việc không hay. Do đó mà phía gia đình của thầy Minh Tuệ cũng thông báo đến mọi người biết để cho chúng ta đề phòng tránh những cái trường hợp mà cái công ty này có thể làm mượn cái hình ảnh của thầy để làm những cái chuyện không hay hay không. Thì qua cái thông báo này gia đình thầy cũng cho biết là gia đình thầy không hề liên quan đến bất kỳ cái công ty này cho đó mà chúng ta hết sức cảnh giác bây giờ mời quý vị cùng cái nghe cái lời xác nhận của anh Thìn về việc anh ấy có gửi cái đơn tới cơ quan chức năng như quý vị nha mời quý vị cùng nghe thời gian qua mình cũng không có thông tin gì cũng lo lắng mình cũng sáng nay có làm cái đơn gửi lên cơ quan chức năng để nhờ họ giúp đỡ như vậy là quý vị vừa nghe chính anh Thìn là người em ruột của thầy Minh Tuệ đã xác nhận rằng anh có gửi cái đơn để nhờ các cơ quan chức năng giúp đỡ trong cái việc tìm kiếm thầy Minh Tuệ. Cái clip thứ hai là anh Thiền có thông báo rằng những cái um, thông tin thì anh đã có gửi trên mạng rồi và anh cho phép rằng chúng ta có thể um, tìm những cái thông tin ở trên mạng và anh cho phép chúng ta chia sẻ đến mọi người để mọi người nếu mà ai mà gặp được thầy Minh Tuệ ở đâu thì báo cho cơ quan chức năng hoặc cho gia đình thầy để biết về cái tin tức chỗ ở cũng như tình hình sức khỏe của thầy Minh Tuệ. Mời quý vị nghe nhé. Nội dung đơn thì chắc là cũng có trên mạng rồi nên là mọi người cứ tự tin nhờ người ta tìm giúp uh, thông tin của anh tôi. Và cái clip thứ ba là cái clip anh Tú sẽ thông báo cho quý vị biết về cái công ty mà họ mới lập ra và nó mang cái tên gần giống như cái tên của thầy Minh Tuệ cũng như là cái tên của những cái người thân trong gia đình của thầy Minh Tuệ để cho chúng ta biết và cảnh giác và um, anh Tú cũng cho biết rằng uh, gia đình của thầy Minh Tuệ không hề dính líu gì tới công ty này cho nên là nếu mà cái cái công ty này có làm cái gì lấy cái mượn cái danh của gia đình thầy Minh Tuệ thì chúng ta phải hết sức lưu ý và cảnh giác. Thời gian gần đây là có một cái công ty tên là phát tâm trách nhiệm các bạn pháp tâm thiền định tuệ Đó, thì tôi thấy cái tên là đặt trụ sở thì cũng ở thôn 6 xã gia tô và cái tên này tôi thấy rất là nhạy cảm nên là tôi cũng viết đơn để cho cơ quan chức năng họ biết họ tuyên truyền cho người dân là cảnh giác tránh lợi dụng hình ảnh của anh thôi bây giờ tôi sẽ đọc cái đơn trình báo và kiến nghị của gia đình thầy Minh Tuệ để cho quý vị cùng biết nhé. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Đơn xin trình báo và kiến nghị về việc tìm người thân và những vấn đề liên quan. Kính gửi Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Ia Rai, Công an xã Ia To. Tôi tên là Lê Anh Thìn, ngày tháng năm sinh chúng tôi không có tiết lộ được bởi vì đây là cái quy định không có cho phép à, tiết lộ những cái thông tin cá nhân. Quê quán ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ thường trú tỉnh Gia Lai là em ruột của công dân Lê Anh Tú, sinh ngày tháng tên tu hành là Thích Minh Tuệ, cũng thường trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Gia Rai, tỉnh Gia Lai. Kính thưa quý cấp, sau khi được sự đồng ý của gia đình ba mẹ nên tôi làm đơn này để xin trình báo với quý cấp về sự việc như sau. Tối ngày 12 tháng 6 năm 2024, ông Lê Anh Tú có thông báo với gia đình với nội dung là hiện tại người dân tụ tập đông gây mất trật tự an ninh. Nên có người không biết từ bên nào báo với ông Lê Anh Tú phối hợp tạm di chuyển đi nơi khác từ 5 đến 7 ngày để tình hình trật tự ổn định. Bên cạnh đó, ông Lê Anh Tú cũng nhắc nhở vợ chồng ông Lê Anh Thìn sớm làm hàng rào để bảo vệ cây cối, rồi ông Lê Anh Tú sẽ trở về cốc tiếp tục tu tập và học tập theo lời Phật dạy sau 7 ngày. Như vậy là theo cái đơn này thì vào ngày 10 tối ngày 12 tháng 6 là ông Lê Anh Tú tức là thầy Lê thầy Minh Tuệ có thông báo với gia đình là hiện tại thì do cái tình hình mà người dân À, ngưỡng mộ thầy mà tập trung đông quá thì sợ là sẽ gây mất an ninh trật tự nên có người ở đây là tôi đọc nguyên văn nhé không biết từ bên nào như vậy thì à, thầy Minh Tuệ cũng không biết là cái người này là cái người ở bên nào và gia đình cũng không biết thì cái nên có người thôi có người mở ngoặc là không biết từ bên nào quý vị nhìn cái bảng tôi chụp để bên này màn hình quý vị nhé thông báo với ông Lê Anh Tú phối hợp tạm di chuyển đi nơi khác từ 5 đến 7 ngày. Vâng, như vậy là uh, Thầy Minh Tuệ cũng cho gia đình biết là sẽ ẩn tu và sau đó thì trở về cốc trong vòng sau 7 ngày thì Thầy sẽ về. Mà như vậy thì đến nay là 20 ngày rồi quý vị. Cho nên là trước cái tình hình như vậy thì gia đình lo lắng và có gửi cái đơn kiến nghị này. Tôi xin đọc tiếp cái đơn kiến nghị nhé. Nhưng đến bây giờ, sau gần 20 ngày, Thông tin của ông Lê Anh Tú vẫn biệt vô âm tín. Không biết ai đưa ông Tú đi đâu, hiện đang ở đâu, có an toàn không, sức khỏe và tinh thần có ổn định không. Mặc dù chúng tôi đã tìm hiểu điều tra thì gia đình tôi được nghe là ông Tú được xe ô tô đưa đi đến huyện Manga. Vậy thì gia đình của thầy Minh Tuệ có tìm hiểu điều tra thì được nghe là ông Tú được một cái xe ô tô đưa đi đến huyện Mangan. Tờ đơn viết tiếp. Kính thưa quý cấp, hiện tại gia đình chúng tôi nói riêng và rất nhiều Phật tử yêu quý ông Thích Minh Tuệ, lê anh Tú, trong nước và quốc tế nói chung đều rất hoang mang, lo lắng, đặc biệt là ba mẹ ngày nào cũng hỏi và rất lo lắng đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ phải nằm viện để điều trị suốt cả tuần qua. Nên gia đình tôi làm đơn này kính mong quý cấp cùng toàn thể người dân hỗ trợ tìm kiếm, ai thấy ông Lê Anh Tú ở đâu xin hãy báo về gia đình chúng tôi và cơ quan công an gần nhất. Bên cạnh đó, gia đình chúng tôi cũng xin người dân và cơ quan chức năng hai yêu cầu sau đây. Yêu cầu thứ nhất Thời gian gần đây, gia đình tôi có nghe một số thông tin lan truyền trên mạng về việc có một công ty thành lập với tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Tâm Thiện Định Tuệ. Có tên Tuệ gần giống với tên Thích Minh Tuệ và lấy địa chỉ cũng tại thôn 6, xã Iato, huyện Iarai, tỉnh Gia Lai. Tìm hiểu thêm thông tin trên mạng thì lại lấy tên con gái chị gái của tôi đứng tên làm giám đốc mà lại khai là giới tính nam. Thực sự không biết ai lập ra công ty và lập ra với mục đích gì. Vì tính cảnh giác cao và sợ bị ảnh hưởng đến gia đình chúng tôi nên chúng tôi khẳng định vấn đề sau. Ông Lê Anh Tú là người tu theo phương thức khổ hạnh đầu đà, luôn giữ giới, không nhận tiền, không thuộc bất kỳ tổ chức nào, thuộc công ty nào. Gia đình chúng tôi cũng luôn tôn trọng hạnh tu của ông Lê Anh Tú nên cũng không liên quan đến tiền bạc hay công ty nào. Vậy nên kính mong các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và toàn thể người dân hãy đề cao cảnh giác và phân biệt giúp để tránh hiểu lầm ông Thích Minh Tuệ, Lê Anh Tú hay chúng tôi thuộc công ty này. Như vậy là gia đình thông báo là gia đình hay là kể cả cá nhân thầy Thích Minh Tuệ không hề liên quan gì đến công ty này quý vị nhé yêu cầu thứ hai kính mong cơ quan chức năng và toàn thể người dân hỗ trợ giúp cho ông lê anh tú thích minh tuệ có điều kiện tiếp tục tu tập học tập theo phương thức cổ hạnh đầu đà mà đức phật đã giảng dạy tạo điều kiện cho anh của chúng tôi có thể được tiếp tục đi khất thực bộ hành mỗi khu vực của anh tôi bộ hành và khất thực kính mong toàn thể người dân tôn trọng pháp luật đứng gọn hai bên đường, không đi theo chen lấn tụ tập để bảo đảm trật tự trị an, an toàn xã hội. Tờ đơn viết tiếp, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà nước, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ trong quá trình bảo vệ trật tự an ninh, cũng như hỗ trợ cho ông Lê Anh Tú và gia đình. Gia đình chúng tôi cũng xin cảm ơn và tri ân sâu sắc những người dân và Phật tử đã yêu mến, ủng hộ cho ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ. Trong quãng thời gian qua, chắc chắn sẽ không sánh khỏi những sai sót, kính mong cơ quan chức năng và người dân thông cảm bỏ qua. Trân trọng cảm ơn. Gia Lai ngày 30 tháng 6 năm 2024, người làm đơn Lê Anh Thìn. Đó là nguyên văn cái đơn của anh Lê Anh Thìn gửi các cơ quan chức năng tôi xin nhắc lại nó có hai cái nội dung chính nội dung thứ nhất là nhờ các cơ quan chức năng cũng như là người dân chúng ta phối hợp tìm kiếm thầy thích Minh Tuệ thứ hai là phía gia đình thông báo có một cái công ty có những cái tên tựa tựa như cái tên của thầy thích Minh Tuệ và những cái tên của người thân trong gia đình do đó mà phía gia đình thông báo cho mọi người biết rằng gia đình của thầy Minh Tuệ cũng như tất cả những người thân không hề có liên quan đến cái công ty này do đó mà chúng ta cảnh giác nếu mà cái công ty này có mượn cái hình ảnh của thầy hay là mượn danh của thầy thì chúng ta phải cảnh giác để tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra đó là cái nguyên văn của um, Lê Anh Tú đại diện cho gia đình đã gửi tới cơ quan chức năng sau đây là cái biên Giấy biên nhận thông tin tài liệu, cái tiêu đề là của Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Ia Rai. Cái biên bản này là cái giấy biên nhận đã nhận các cái giấy tờ của anh Thìn đã gửi các cơ quan chức năng. Tôi xin đọc nguyên văn nhé. Giấy biên nhận thông tin tài liệu vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 1 tháng 7 năm 2024 tại Công an huyện Ia Rai, tỉnh Gia Lai tôi tên chúng tôi không có đọc được cái tên ở đây quý vị à, bởi vì những cái thông tin này nó ảnh hưởng tới cái à, thông tin cá nhân thì ở đây là cái giấy biên nhận mà anh thìn đã giao cái um, giấy cái đơn xin uh, hỗ trợ gia đình và đây là cái biên nhận thông tin tài liệu được thành lập hai bản một bản giao cho người cung cấp thông tin tài liệu và một cái người cơ quan chức năng giữ một bản. Thì đó là toàn bộ những cái thông tin mà tôi mới nhận được chiều nay mùng 1 tháng 7 năm 2024. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái thời gian vừa qua thì trên mạng xã hội cũng xuất hiện một số cái clip nói rằng đây là những cái hình ảnh mới nhất của thầy Minh Tuệ vào ngày này ngày nọ rồi thậm chí là có những cái clip mà vào ngày 30 sáng mùng một cũng vẫn còn thấy thầy thì những cái thông tin đó là hoàn toàn không chính xác quý vị nhé à, bởi vì đây là cái thông tin chính thức từ gia đình của thầy minh tuệ là đã 20 ngày nay rồi gia đình không có nhận được bất kỳ một cái tin tức nào của thầy chính vì vậy mà gia đình gửi những cái đơn thứ nhất là cơ quan công an các cơ quan chức năng phối hợp với tất cả những người dân chúng ta nếu thấy thầy minh tuệ ở đâu thì báo về cho gia đình hoặc là các cơ quan chức năng. Vấn đề thứ hai là những cái ai mà mượn hình ảnh của thầy Minh Tuệ cũng như gia đình của thầy mà làm những cái việc gì nó không có đúng với lại pháp luật thì chúng ta hết sức cảnh giác bởi vì gia đình của thầy không hề liên quan đến công ty này thì trước những cái thông tin như vậy thì đối với những cái người uh, như chúng ta là những cái người uh, quý kính thầy Minh Tuệ thì chúng ta hết sức bình tĩnh và công việc của chúng ta lúc này là chúng ta nguyện cầu ơn trên um, phù hộ cho thầy Minh Tuệ được uh, có sức khỏe, chân cứng đá mền, kiên định trong cái việc tu hành của thầy và um, chúng ta cầu nguyện để cho thầy sớm trở về với gia đình với tất cả những cái người Phật tử nói chung uh, yêu mến thầy Minh Tuệ để một ngày gần đây theo như cái hạnh nguyện của thầy thì thầy tiếp tục được đi bộ hành tu theo hạnh đầu đà và cũng là cái ước nguyện của gia đình là trong cái đơn mà tôi vừa đọc ở trên thì gia đình uh, ước rằng sẽ các cơ quan chức năng cũng như người dân chúng ta hỗ trợ để cho thầy Minh Tuệ được tiếp tục bộ hành khất thực trên cái uh, con đường tu tập mà thầy đã chọn đây là những cái thông tin mà tôi vừa nhận được, tôi xin gửi tới quý vị. Nếu quý vị nào biết những cái thông tin chính xác hơn uh, hoặc là mới hơn thì mời quý vị uh, chia sẻ để mọi người yêu mến thầy Minh Tuệ biết để an tâm. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.